Tại sao nên bảo vệ rượu vang khỏi ánh sáng? Một yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng của rượu vang trong quá trình bảo quản là ánh sáng. Ánh sáng mặt trời hay cụ thể hơn là các tia cực tím của ánh sáng mặt trời bắt đầu các phản ứng hóa học, nó làm cho rượu bị hỏng và phát ra mùi hương khó chịu. Nếu rượu của bạn có mùi như là format thì có thể rượu của bạn đã tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Các tia UV cũng ảnh hưởng đến màu sắc của rượu. Rượu vang trắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ có màu vàng và rượu vang đỏ thì sẽ bị mất màu và trở nên nhạt đi. Tuy nhiên, rượu vang đỏ bị tác động ít bởi ánh sáng nhờ vào các hợp chất phenol giúp bảo vệ rượu. Vang sủi như là champagne thường sẽ bị ảnh hưởng mạnh, tạo ra mùi len ẩm hay là mùi các tông ẩm ướt. Điều này giải thích tại sao rượu vang thường được đóng chai màu và được lưu trữ trong môi trường tối, mục đích để giúp bảo vệ rượu khỏi trước các tia cực tím. Các chai vang thường được đóng chai thủy tinh màu xanh lá cây hoặc là màu đen. Những chai tối màu giúp bảo vệ rượu và hấp thụ ít nhất một số tia UV. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thực hiện các cách bảo quản khác để bảo vệ chai vang của bạn tránh xa ánh sáng mặt trời. Luôn bảo quản rượu vang ở nơi tối như là trong hầm. Ngoài ra, hãy để rượu vào trong hộp đựng hoặc là dùng tấm phủ lên. Về ánh sáng nhân tạo gây hại rất ít cho rượu vang, nhưng vì nó có thể làm mờ nhãn chai, bạn nên tắt nó khi không cần thiết. Vừa rồi là những thông tin về tại sao bạn nên bảo vệ rượu vang khỏi ánh sáng. Và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.